Kế bên mình đây là chiếc Mazda Cosmo Sport Cup được sản xuất vào năm 1967. Thì nó là một chiếc xe cúp hai cửa rất là đẹp mắt. Và nó cũng là một trong những mẫu xe thương mại đầu tiên trên thế giới sử dụng cấu hình động cơ xoay, Wankel. Thì Mazda là một trong những hãng xe đầu tiên trên thế giới thành công trong việc ứng dụng cái động cơ Wankel lên những mẫu xe thương mại. Bởi vì họ đã nỗ lực rất nhiều để cải tiến cái động cơ Wankel này đến mức đủ bền để mà đưa nó ra sản xuất hàng loạt. Cụ thể là họ sử dụng cái vật liệu graphite bên trong cái lồng của xi lanh để mà cho nó bền theo thời gian sử dụng. Và cái điều mình thích nhất ở cái chiếc Cosmo Sport Cup này đó là thiết kế nó rất là nuột, những đường cong cực kỳ quyến rũ luôn. Cái động cơ Wankel trên chiếc Cosmo Sport Cup này nó có dung tích là 1000 phân khối và cho công suất tối đa là 111 mã lực.